Đây là La Pose size mini. Và đây là siêu to siêu khổng lồ chai full. Và đây cũng là một thương hiệu Việt mà mình rất ưng ý. Và thậm chí rằng là mình còn nói chuyện với bên team La Pose là xin phép được đồng hành để có thể giới thiệu những sản phẩm của La Pose tới với mọi người. Và chúng ta hãy cùng nhau xem thương hiệu Việt này có những gì hay ho nhá. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy tên thương hiệu rất dễ đọc, đó là La Pose. Đây, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. La Pose trong tiếng Pháp thì nó dịch ra là một cái thời kỳ cực thịnh và hay gọi là kiểu đỉnh cao ấy. Thì cái thương hiệu Việt này nó được đăng ký dưới tên một công ty, đó là Sen Vocek. Và đây là một trong những công ty Việt Nam. Và toàn bộ những cái giấy tờ mình làm việc thì họ đều có chính xác đầy đủ, kể cả giấy phép quảng cáo. Thì cũng chia sẻ với các bạn là những bạn nào mà không biết ở những cái nền tảng hiện đại quảng cáo trên marketing online chẳng hạn, thì những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe, mùi hương, bla bla các kiểu, nó đều còn có giấy phép quảng cáo. Và các thương hiệu khi mà book mình ấy thì người ta sẽ phải cung cấp toàn bộ những cái giấy tờ này. Đó cũng là cái lý do mà có một vài thương hiệu nước hoa local brand ở Việt Nam mà nhiều anh em bảo tôi review, nhưng mà tại vì nó không có giấy tờ nên là tôi không làm. Mặc dù họ cũng đã booking tôi, cũng mail các kiểu, nhưng mà tôi không làm vì họ không đủ đầy đủ giấy tờ. Nhưng riêng La Pose thì đây là một cái điểm cộng rất lớn. Họ làm đầy đủ tất cả các giấy tờ công bố sản phẩm, từ sữa tắm cho đến những cái sản phẩm nước hoa bla bla đủ các kiểu, đầy đủ hết, nên là anh em có thể tự tin nếu như mà dùng bị làm sao thì anh em đi kiện được nhá. Nói qua một chút về La Pose thì mình đã biết La Pose trong một cái thời gian khá là lâu rồi. Kể cả trước khi team La Pose được thành lập thì cái founder cũng là những người thuộc cái team của La Pose thời điểm hiện tại ấy, đều là những người rất là đam mê về mùi hương. Thậm chí là có những người đã khoảng tầm hơn 10 năm và có những người thì đang làm ở nước ngoài về mảng hương này, nhưng mà mình cũng không tiện chia sẻ. Thì nếu như bạn nào mà đang có theo dõi những cái nền tảng khác nhau bằng tiếng Việt mà người ta cung cấp những cái thông tin về nước hoa, thí dụ như là A Perfume Castle chẳng hạn đấy, hoặc là những cái trang như kiểu tôi có thể liệt kê ra cho các bạn, đó là Olfactorium là một cái page mà hoạt động cung cấp những nguyên liệu thô, những khóa học về mùi hương để các bạn có thể biết được rằng là đó đều là những người đồng hành cùng với La Pose. Đấy, đặc biệt là ở Perfume Castle các bạn có thể đọc rất nhiều những cái thông tin, những cái sự thay đổi, những cái thành phần nguyên liệu thô. Và Olfactorium thì mình cũng đã nói có hẳn một cái video rồi, thì các bạn nếu như muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây. Đặc biệt là với một thằng dốt tiếng Anh như mình nữa thì những cái thông tin bằng tiếng Việt như này cũng là có dẫn chứng đầy đủ, nó là một cái rất tốt. Thế nên là khi mà La Pose được thành lập thì mình cũng rất là háo hức và luôn luôn muốn giúp một tay đối với các thương hiệu Việt mà người ta thực sự nghiêm túc với cái mảng hương này, với cái mảng kinh doanh này. Thì đấy cũng là một cái chia sẻ thêm của tôi về cái founder cũng như là cái phần tên của những sản phẩm của La Pose. Có một cái điều hay ho nữa ở La Pose, đó là cái hoạt động bánh mì đây. Và cái hoạt động này thì có nghĩa là các bạn có thể tương tác trực tiếp với La Pose. Các bạn có thể inbox và các bạn góp ý về những cái điều mà các bạn cảm thấy là nó chưa tốt, nó chưa hợp với da của bạn, hay là có những cái gì đó mà các bạn chưa hài lòng về sản phẩm, thì La Pose sẵn sàng có thể tiếp nhận trực tiếp. Và thêm một cái nữa, đó là La Pose thì vừa mới khai trương cửa hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, để các bạn có thể hoàn toàn đến trải nghiệm những sản phẩm của La Pose nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng mà mình thấy rằng là nếu mà có điều kiện thì La Pose nên mở thêm một cái ở Hà Nội để mọi người có thể được trải nghiệm hơn, cũng như là mình có nhu cầu thử thêm nước hoa của La Pose. Tại vì nghe cái bộ trà nước hoa của La Pose ngon lắm luôn, anh em khen lên khen xuống, thì đấy là cái điều mà tôi cũng rất là mong muốn ở La Pose có thể đáp ứng được. Bây giờ thì chúng ta đến với phần quan trọng nhất, đó là những sản phẩm sữa tắm ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy nhá, đây hai chai này nó đã còn thế này đó, và cái chai barrel cô nhắc còn như thế này. Ngoài ra thì mình cũng đang còn một cái chai mà do mình tự blend mùi. Thì những cái chai mà các bạn tự blend mùi do cái AI trí tuệ nhân tạo của La Pose ở trên web ấy, thì các bạn sẽ được một cái chai màu xanh nước biển,
Còn đối với những cái chai mà họ làm sẵn thì đó đều là những cái chai dạng màu hơi kiểu cam cam đục đục như thế này. Và có một cái điều nữa mà mình đánh giá rất cao ở Lapoze, đó chính là cái việc mà họ sử dụng cái lọ nhựa PET. Cái lọ nhựa này thì được là một trong những lọ nhựa thông dụng nhất ở trên thị trường, rất là thân thiện với thiên nhiên, khả năng tái chế cao, chất lượng cảm giác sờ nó khá là xịn sò. Ngoài ra thì độ bóng này, blablo chống sốc rất là ổn. Đây, các bạn để nhìn đấy, đây mình quay sát vào các bạn nhìn cái độ nhựa hoàn thiện. Nó cũng không phải là bo kiểu vuông góc hết, mà nó nhìn nó khá là thanh thoát và dễ chịu, mềm mại. Đó, những cái sản phẩm của tem của Lapoze thì khi mà các bạn nhận, các bạn cũng sẽ nhận được một cái hộp giấy đầy đủ, chứ không phải là những cái kiểu ni lông mà khó tái chế. Nên là với cái quan điểm của Lapoze, đó là những sản phẩm của họ thì làm sao thuần với thiên nhiên nhất. Đó, đấy là cái thiết kế. Về cái phần bay của sản phẩm gel tắm này thì Lapoze công bố đó là chiết xuất từ tảo, rất là nhiều những cái dưỡng chất để có thể dưỡng ẩm cho da. Và cái thứ hai đó là những cái sản phẩm của Lapoze thì hoàn toàn là thuần chay, không gọi là thử nghiệm trên động vật. Và một cái nữa đó là nói không với paraben, với sunfat, blablo các kiểu. Đấy, cái này nó thật là tôi không phải là một người quá là giỏi về hóa, về cái mảng mỹ phẩm. Nên là với tôi thì đây là cái công bố để tôi chia sẻ với các bạn. Còn tí nữa tôi sẽ nói kỹ về cái phần trải nghiệm khi mà sử dụng sản phẩm của tôi cho các bạn biết. Thì đấy là những cái công bố của Lapoze và các bạn có thể nhìn thấy phần hoàn thiện. Còn bây giờ mới là cái quan trọng này. Bây giờ thì sau một thời gian dùng qua ít nhất là 1, 2, 3, 4 và còn con nữa cô tự pha mùi, thì cá nhân tôi đánh giá toàn bộ những cái. Thứ nhất, hộp là chúng ta sẽ có một cái hộp như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể mở lên như này. Đó. Đấy, các bạn có thể lấy ra. Và cái loại gel của Lapoze thì nó có phần khá là loãng so với những cái loại khác ở trên thị trường. Và nó cũng phụ thuộc vào cái mùi hương. Tại vì mình thấy rằng có nhiều sản phẩm ấy có những cái mùi khác nhau, thì cái gel nó cũng sẽ cái độ chênh lệch, độ đặc và độ loãng nó cũng sẽ khác nhau. Và một cái điều nữa đó là khi mà sản phẩm này ra tay thì chúng ta có thể đánh bọt rất là nhiều. Các bạn chỉ cần có một cái khăn, một cái bùi nhùi để tắm thôi, hoặc là một cái bàn chải để các bạn kỳ cọ, thì các bạn sử dụng một cái lượng gel vừa phải và các bạn sử dụng lên là nó sẽ tạo ra bọt. Còn đối với cá nhân tôi là một thằng đàn ông tắm khá là nhanh, tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì với những sản phẩm của Lapoze, tôi cần kiểu xoa lên người, tôi xoa kiểu vài đường phát là nó sẽ lên gọi là tương đối bọt để mình có thể sử dụng. Đấy, đấy là cái điều mà tôi cảm thấy rằng là ở Lapoze nó khác. Và cái điều nữa tôi cũng nhận thấy của Lapoze khác với những cái dòng sản phẩm gel tắm khác dành cho nam, đó chính là cái việc mà sau khi tắm xong thì da tôi nó có một cái độ ẩm khá là lâu và dài. Và cái độ ẩm đấy thì tôi nhận thấy khá là khác biệt so với những cái loại mà tôi đã từng dùng. Ở đây chúng ta có thể nói đến Menology. Thì với tôi thì cái sản phẩm này nó cấp ẩm được nhiều hơn so với Menology. Nhưng các bạn cũng phải hiểu là khi mà nó có một cái độ nhớt dưỡng da như vậy thì cái độ nhớt của nó cũng sẽ nhiều hơn. Nên các bạn chỉ cần tắm xả hết xà phòng thôi là được. Còn nếu mà nó cứ trơn thì các bạn cứ kệ, tại vì nó là một cái lớp khá là tốt để bảo vệ cho da. Và có một cái điều nữa tôi thấy đó là nếu như mà chúng tôi xịt nước hoa mùi hương nào giống với những cái mùi mà Lapoze làm gel tắm ấy, thì cái độ cải thiện lưu mùi nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy là một cái điều khá hay ho về cái việc cấp ẩm. Thì nhiều bạn không biết rằng là để mà tăng cái tuổi thọ của mùi hương thì các bạn cũng có thể sử dụng cái việc là cấp ẩm cho da tốt hơn. Ở đây có một cái yếu tố mà cũng không thể nào bỏ qua, đó chính là cái phần làm sạch. Có nghĩa là có nhiều sản phẩm chúng ta trải nghiệm thì chúng ta thấy là cấp ẩm tốt, mùi tốt, nhưng mà cái khả năng làm sạch nó sẽ hơi kém. Thì cái này mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là trong một cái thời gian cải thiện cũng như là trao đổi với Lapoze, thì hiện tại Lapoze đang hướng tới cái sản phẩm những người dùng cơ bản. Còn với những người mà chúng ta có hoạt động hay là chúng ta có những cái mà cần một cái để có thể tẩy được sạch hoàn toàn, thì cái khả năng làm sạch 100% của Lapoze, đặc biệt là với có những cái chất khác vào người, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó hơi bị kém. Còn đối với cái việc là hoạt động hàng ngày
thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Lavoisier để làm sạch rất là ok. Đặc biệt là cái vấn đề ngăn mùi và những ngày trời nóng của Lavoisier nữa thì nó cũng khá là tốt. Đấy là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý một xíu. Tại vì nếu như bạn nào mà cái khả năng kiểu các bạn làm những cái công việc mà nó dính nhiều những cái chất bẩn thì các bạn nên có một cái việc là kỳ cọ bằng những cái xà phòng có chất tẩy rửa tốt hơn, xong rồi mới sử dụng những cái loại gel tắm như thế này. Thì còn tránh việc là sử dụng những gel tắm như thế này thì cái khả năng cái làm sạch gọi là tối đa sâu nhất thì nó không được bằng những cái sản phẩm có sử dụng xà phòng. Đó, bây giờ thì chúng ta đến với phần vui nhất của kênh, đó chính là mùi hương. Nói thật với các bạn, có nghĩa là mình cũng đã dùng những sản phẩm có mùi rồi. Và cái nữa là trong cái thời gian tôi sống cùng với lóc nhà của tôi thì những cái sản phẩm có mùi tôi rất rất thích. Và nghĩa là tôi được sử dụng cả sản phẩm của nữ. Anh em biết là những cái sản phẩm của nữ thì bao giờ nó mùi rất là thơm. Thì từ khi tôi biết tới Lavoisier thì tôi kiểu xài liên tục. Và có một cái điều là người yêu tôi bảo rằng: anh ơi, em thấy cái mùi sữa tắm này như kiểu là đang xịt nước hoa vậy. Thì ở đây tôi sẽ review nhanh ba cái mùi khá là hot của Lavoisier. Đầu tiên đó là con Black Amortendia. Đây, các bạn có thể nhìn tên. Và ở đây một con nữa đó là In The Wood For The Mood. Đây, hai con. Về hai con này thì với cá nhân mình thì các bạn nhìn thấy đây là chai mình dùng nhiều hơn. Và cái chai này ấy thì nó lên một cái mùi bay rất là nồng nàn, ngọt ngào. Nó sẽ làm mình liên tưởng tới những cái bay mùi da thuộc với hồng cùng với trầm. Còn đối với cái con Black này thì đây là con mà tôi ít dùng hơn. Vì con này thì hôm trước sau một cái thời gian tôi dùng thì người yêu tôi bảo là không, em không thích con này lắm. Tại vì con này lên cái bay da thuộc khá là rõ. Thì với mình, con Black này nó sẽ có xu hướng giống với chai Tom Ford Ombre Leather. Và cái độ mùi của nó ngay khi các bạn chỉ cần đổ ra tay một phát là các bạn hoàn toàn có thể ngửi thấy nó rất nồng nàn. Và có một cái điều nữa đó là mình cũng còn một con Flame Tobacco của Lavoisier nữa, nhưng mình đã tặng cho cô em Khánh Sartorial rồi. Thì nếu mà thằng cô em ấy xem được, tôi sẽ bắt nó feedback lại ở phía dưới để cho các bạn tham khảo. Với mình ấy thì Lavoisier hiện tại đang làm khá là tốt những cái tông mùi da thuộc, hồng cùng với út. Đấy là ba cái mà mình nhận thấy ở DNA đặc trưng của những cái con của nhà Lavoisier đang bán sẵn. Kể cả con Flame Tobacco thì tôi nhận thấy cái mùi trái cây chín này, xong rồi một cái bay mùi rất là nồng nàn, rất là ngọt ngào ở trong đấy. Nhưng mà yên tâm rằng các bạn không phải lo là nó sẽ ngọt như nước hoa 540 là nó sẽ gây khó chịu đâu. Mà trên cái bay sữa tắm này thì mùi nó đã rất là nhẹ rồi. Đó, còn một con nữa mà mình rất 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 ưng, nhưng mình chỉ được gửi một cái chai mini nhỏ xinh như thế này thôi. Các bạn có thể nhìn thấy con này là con Barrel of Cognac. Thì đây là một trong những cái mùi hương mà mình thấy rằng nó có phần top note khá giống với Rosa Enigma. Một cái mùi trái cây chín kết hợp cùng với một cái mùi gỗ kiểu hơi ngâm ở trong những cái thùng rượu, những cái thùng gỗ sồi ấy. Uầy, em ơi, y hệt một cái ly rượu mà thực sự nó rất giống với con Rosa Enigma. Thì đây là một cái mình đang dùng rất là hạn chế, tại vì tôi bảo là để tôi để lại quay video. Chứ chẳng lẽ bây giờ mà tôi mà dùng hết còn mỗi chai không thì review nó hơi lởm. Nhưng đây là một cái mùi siêu 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 nam tính. Anh em nào có nhu cầu mà cần một cái mùi hương gọi là sau cả buổi đi chơi chúng ta về nhà cùng với bạn gái, cùng với người yêu, cùng với vợ, xong rồi chúng ta đi tắm thì đây, chỉ cần cái này thôi, không cần xịt nước hoa làm gì cả, nói thật đấy. Đó, còn với những cái bạn nữ hoặc là những bạn nam thích một cái tông mùi kiểu Trung Đông ngọt ngào mùa đông thì đây, hai con này là hai con recommend cho các bạn. Ngoài ra con Flame Tobacco cũng là một cái mùi cũng khá ổn, với cái sự gai góc hơn, nam tính hơn. Thì với tôi, con Barrel ở cô nhắc và con Flame Tobacco là hai con dành cho nam. Còn hai con này thì có cái hơi hướng unisex và hơi nghiêng nữ. Nhưng mà tại vì tôi tắm thì tôi thường có xu hướng là tôi tắm, nếu mà tôi không dùng nước hoa buổi tối thì tôi sẽ tắm những cái mùi nồng nàn như này để nó lưu được tốt hơn. Và thêm một cái nữa thông tin chia sẻ với các bạn, đó là những cái sản phẩm của Lavoisier này nó lưu mùi khá tốt so với những sản phẩm khác trong cùng dòng gel tắm của các thương hiệu khác. Thì những cái sản phẩm của Lavoisier lưu ở trên da trung bình khoảng tầm
2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng. Đó, với những cái tông mùi nồng nàn, còn với những cái tông mùi citrus thì các bạn có thể order của La Posay thì những cái tông mùi citrus thì nó sẽ khoảng tầm hơn 1 tiếng thôi. Đó, còn lưu ở trong nhà tắm thì nó rất ổn. Ngoài ra nhá, nếu mà da bạn nào tốt mà các bạn kiểu tắm rửa xong, xong rồi các bạn đánh răng rửa mặt và các bạn đi ngủ ấy, thì cái mùi hương này nó sẽ lưu được cả lên trên quần áo và độ quả của nó rất tốt. Đó, hôm trước thì ở trên nền tảng TikTok cũng có một bạn vào feedback với tôi, bảo là anh ơi em mua sữa tắm con Barrel cô nhắc xong về em tắm lúc 6 giờ tối, em ăn cơm các kiểu xong rồi lên giường đi ngủ em vẫn ngửi thấy mùi hương của nó. Thì đây là một cái điều chia sẻ, và nếu như những bạn nào đã mua con Barrel cô nhắc hay những sản phẩm khác của La Posay rồi thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cái phần lưu hương ở trên người các bạn như thế nào về những cái sản phẩm sữa tắm của La Posay, để mình có thể có thêm những cái góc nhìn mới. Và những cái sản phẩm này thì sẽ có một cái câu hỏi, đó là nó có đụng với mùi nước hoa không? Thì mình khẳng định rằng nó sẽ có đụng với mùi nước hoa, và nó sẽ làm cho cái mùi nước hoa của các bạn bị thay đổi. Nên các bạn nên cân nhắc những cái sản phẩm khi các bạn mua, các bạn nên xem cái nhóm hương là gì, thì các bạn chỉ cần xịt những cái mùi chung nhóm hương. Ví dụ như kiểu mùa hè thì citrus thì các bạn có thể tắm những cái mùi tông mùi citrus làm chủ đạo. Còn với mùa đông các bạn xịt những tông mùi ngọt ngào, da thuộc thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm này. Thì nó sẽ kiểu cộng thêm bonus cho nhau, làm tăng cường cái sức mạnh lưu và quả tốt hơn. Còn những sản phẩm này có thay thế được sản phẩm nước hoa không? Thì câu trả lời của mình rằng không. Các bạn chỉ đơn giản là một người ngoài cái việc là tắm thì các bạn cũng có muốn cho mình một cái mùi hương nó lưu lâu để lên giường các bạn vẫn có thể dễ chịu, dễ dàng với mùi hương mà không cần xịt nước hoa. Thì đây là một trong những sản phẩm rất tốt của La Posay. Tôi đảm bảo với anh em, đấy, tôi đồng hành cùng La Posay luôn. Đấy, rõ ràng quan điểm với anh em. Và sau đây thì tôi cũng sẽ cố gắng xin một cái code giảm giá để cho anh em có thể dễ dàng mua và tiếp cận hơn những sản phẩm này. Ngoài ra thì La Posay còn có nước hoa, còn có nến dưỡng thể nữa. Thì cái phần nước hoa mình sẽ tham khảo xem La Posay như thế nào. Nếu có những chai full thì mình cũng sẽ lấy về để làm review cho các bạn. Nghe feedback mấy mùi trà ngon lắm. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hay là các bạn có những cái thương hiệu Việt nào mà đầy đủ những cái giấy tờ mà các bạn thấy chất lượng ok thì các bạn hoàn toàn có thể feedback lại cho mình để mình có thể làm video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.